Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có một cái cuộc hẹn với ông bạn mình ở trên Lộc Hòa. Thì bây giờ mình đang đi lên nhà của ông bạn mình đây. Cái đường này là cái đường ngay đi vào chỗ nhà thờ Tâm An đó mọi người. Thì nhà ông bạn mình ở đằng sau lưng nhà thờ Tâm An, đi thẳng vào thì mình đang vào nhà ông bạn mình đây. Thì hôm nay nhà của các bạn mình á là có tiếp đón một cái vị cha xứ ở bên Mỹ về, nên là có tổ chức một cái tiệc đón, nên là mình đến mình để quay cho mọi người xem, để cho ông bạn mình làm một cái kỷ niệm. Đây, ba người bạn tôi đã gặp nhau, và đây là anh Khang, bạn của tôi. Thì hôm nay là gia đình anh Khang có một cái việc, là có một đứa con anh Khang là sẽ được lên nhận cái gì. Khang giới thiệu đi. Đức cha Mỹ qua xin qua đó là luôn. Là được anh gọi dòng tu bên Mỹ. Đấy, thì hôm nay bên mình lên để đóng cháy cháy vlog với cho anh gia đình Khang có một cái kỷ niệm. Rồi chào mọi người, tí xíu mình sẽ quay nội dung. Ok, rồi bây giờ cái xe chở cái đức cha mà ở bên Mỹ đó thì cũng đã đến rồi nha mọi người. Thì bây giờ mọi người ở nhà của anh bạn mình đó là ra đang ra để đón tiếp đức cha vào. Đây là bà nội của thầy Danh nha mọi người. Còn đây là mẹ của thầy Danh. Còn đây là ba của thầy Danh, là bạn của mình. Còn đây là em trai kế của thầy Danh. Rồi đây là em trai tiếp theo và một em trai út. Có nghĩa là nhà thầy Danh là bốn người con trai. Yes, and younger brother of my grandmother. Okay. Yeah. And some relatives of my relatives of mine. Yeah. So, but yes. And it's near. Have a lot of volunteer worker. Yes. Còn đây là cha chánh xứ của giáo xứ Tâm An nha mọi người. Chồng trai nha.
Tập kính đức cha Toma, tập kính cha Lư Xe tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, tập kính cha ta anh, kính thưa quý thầy, quý ông bà, đặc biệt là quý gia đình thân quyến, quý chức và là giáo trong giáo xứ Tâm An hiện diện trong căn nhà ông cúng này, cho phép con thay lời cho gia đình và đặc biệt là giáo xứ Tâm An, chúng con rất là hạnh phúc được đức cha từ nửa vòng trái đất mà hôm nay ngài cũng đã hiện diện trên căn nhỏ nhà rất là đơn sơ này mà cùng với cha tổng đại diện quý cha đến để thương yêu, đưa những tình cảm tới gia đình của người thân yêu của chúng con. Chúng con rất thân hạnh và vui mừng, xin mọi người chúng ta vỗ một tràng pháo tay. Trong đến đức cha, chắc chắn gia đình chúng con bé nhỏ này cũng được ơn Chúa. Chúng con nghĩ rằng Chúa ở khắp mọi nơi, đức tin chúng con luôn luôn có. Vì vậy hôm nay chúng con nhận ra rằng đức cha là người thay quyền cho những giáo dân Hoa Kỳ mà tới Việt Nam chúng con, mà lại hiện diện trong căn nhà mà trong gia đình chúng con. Chúng con rất là hạnh phúc. Chúng con hết lòng cảm ơn đức cha và cha mẹ đại diện Phật Thánh Cha. Rồi chúng ta có một dòng. Ở đây cho các con thân thưa với đức cha, thì gia đình chúng con trên ấy đã giới thiệu rồi, thì xin đức cha, cha tổng đại diện cũng chỉ dạy cho chúng gia đình chúng con, đặc biệt là những người thân yêu mà chúng con đã sắp được hưởng nhờ. Phải nói rằng những tình cảm này, chúng con là đoàn con Xuân Lộc, chúng con rất là biết ơn đức tổng đại diện, cha tổng đại diện đã ưu ái mà cũng dẫn dắt với cái ơn gọi để cho gia đình chúng con được vươn lên ra cánh đồng lúa rộng hơn. Chúng con hết lòng cảm ơn gia tổng đại diện. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay. Chỉ dạy cho chúng con. I really appreciate everybody being here, representing the church. Cảm ơn mọi người đã đến đây trong vai trò của một giáo sứ. And thanks family members. Và mọi thành viên trong gia đình của thầy Giang đây. So this is probably hard for Zhang to, and for you to lose, for him to leave here and go to the United States. Đức cha bảo là đức cha cũng biết đây là một khó khăn khi mà cả gia đình và thầy Giang cũng, đây là một cái bước quan trọng để mà thầy đi ra nước ngoài, bỏ cái môi trường thân quen của mình để đi qua, đi ra nước ngoài để đi tu theo điều phận của ngài ở bên Mỹ. So, far away and a different culture. Một văn hóa khác nhau rồi con đường cũng xa xôi. We have great need for priests in my diocese. Và địa phận của đức cha thì cần rất nhiều linh mục nữa. And so we're a universal church, and there's a lot of seminarians and priests here. Đức cha nói là thì mọi người cũng biết là đạo Công giáo mình là toàn cầu, mà trong khi đó thì địa phận Xuân Lộc của mình thì vẫn còn có nhiều linh mục rồi cũng có nhiều chúng sinh. Bishop John is so generous to share a couple of seminarians here to come to the United States and study for us and be priest there, and that humbles me, you know, that I'm so generous and you'd be so willing to share Zhang with us. Dạ, Đức Giám Mục, trước hết là Đức Giám Mục muốn cảm ơn Đức Cha Ngân, ngài đã rộng lòng và để gửi đi hai thầy để đi học cho địa phận của ngài đây, thì ngài rất là vô cùng cảm kích và
Ngài cảm thấy mình, lòng mình rất là nhỏ mọn khi mà nhận được món quà đó từ Đức Cha Ngân và của tất cả mọi người đây. So I what I think about then is if I was the father of Zhang or a mother, family member, parishioner, what that would be like to share your loved one with the church. It touches my heart that those are generous. Yeah, Đức Cha nói là Đức Cha rất là cảm động khi mà biết được cả đại gia đình của mình, gia đình giáo xứ rồi cả gia đình của Giang đây, thì Đức Cha cũng không biết là mọi người chúng ta cảm thấy như thế nào khi mà mình cống hiến một người con của mình để không phải ở đây nhưng mà để đi ra một cái nơi khác để mà làm việc mục vụ. And that Giang is willing to go, and he's deep faith and to be an adventurous, and to be a missionary to come and serve the church in the United States. And that's really impressive to me. Yeah. Và Đức Cha cũng nói là Đức Cha rất là ấn tượng, nhất là với thầy Giang là còn trẻ tuổi như thế, nhưng mà trong lòng cũng có một cái niềm tin sâu sắc và cũng có một cái tấm lòng nhiệt tình để đi truyền giáo ở nước ngoài đến địa phận của Đức Cha đây, cho nên Đức Cha rất là ấn tượng với cái khuynh hướng đó, của thầy Giang. So my experience of this part of Vietnam is through Father Dominic, and he's a blessing for us. I ordained him just 3 weeks ago, and if these young men, Giang, if they're like him, then we're going to be really blessed. Yeah, thì Đức Giám Mục cũng nói là Đức Giám Mục con mới được chịu chức cách đây 3 tuần thôi, thì Đức Giám Mục phong chức cho con cách đây 3 tuần, thì Đức Giám Mục cũng nói là cũng con mở lời với Đức Giám Mục thì con mời Đức Giám Mục về Việt Nam chơi, rồi con cũng nhân tiện này rồi đến tòa Giám Mục rồi thưa chuyện với Đức Cha Ngân, cho nên Đức Giám Mục là cũng rất là mong nếu mà thầy Giang và thầy Trí đây sau này có thể con giúp đỡ được việc gì thì con sẽ giúp đỡ để các thầy có thể thành công trên đất nước Mỹ. So I mean, this is a whole different culture for me, the East versus the West and everything, and so it's very different, of course, for me, but I feel very much at home because of our faith, and I feel united. No matter what kind of culture we come from, whatever, different foods, different languages, we've got something deeper that we have in common. That's something that we share no matter where we live. And so I just want to thank you very much for being so welcoming for me and being willing to share Zhang with the people in my diocese, our diocese. You would thank me, but I want to thank you. Yeah. Đức Giám Mục nói là Đức Giám Mục cũng biết đấy, là nó cái văn hóa nó sẽ rất khác từ phía Tây cho đến phía Đông của cái địa cầu. Nhưng mà Đức Giám Mục cảm thấy cái sự chào đón của gia đình mình làm cho Đức Giám Mục cảm thấy như là Đức Giám Mục đang ở nhà vậy. Thì Đức Giám Mục cũng nói ấy, là mọi người cứ cảm ơn Đức Giám Mục, nhưng mà thật ra là Đức Giám Mục muốn cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn thầy Giang đã đồng ý để qua đó làm công việc truyền giáo cùng với địa phận, rồi nhất là cả gia đình đã rộng lòng và cho thầy Giang đi để thực hiện cái công việc mà Thiên Chúa gọi thầy. So I would like to hear what Giang has to say, to share some thoughts. To be honest, my English is not good, but I think I use Chinese. Yes, the Bishop, I am really happy when Bishop John chose me to go to your diocese. I always think that God called me because I pray for 2 weeks in the chapel. I am praying in silence with the Eucharist, and I hear some boy want to talk with me. That's why I want to go to your diocese and preach the gospel to everyone, and I think that is the divine one, and that's my honor. Mm-hmm. That's all. Dạ vâng, thực sự là khi mà đi
khi mà được Đức Cha Gioan ngài chọn con đi qua bên giáo phận Davenport của Đức Cha Thomas đây, thực sự con rất là cảm thấy vui trước hết. Và sau đó là khi mà quyết định để mà gửi cái tên của mình lên Đức Cha để mà Đức Cha chọn một những người nào đó, thì con suy nghĩ rất nhiều và con đã cầu nguyện ít nhất là 2 tuần. Và trong 2 tuần đó thì con cầu nguyện các linh lễ trong nhà nguyện Chúa Giêsu thánh thể. Rồi trong cái thinh lặng đấy thì con nghe được tiếng Chúa mời gọi con rằng là ngài muốn con đi tới một nơi nào đó để mà truyền rao tin mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người. Và đó chính là một cái gì đó là cái vinh dự của chính là thân con. Dạ, bác xin hết. What I feel is that the Holy Spirit is working through this Father Dominic, Father Paul is a rector. Yes. Yeah, and Bishop John, Father Paul. Just seems like the Holy Spirit is working here for the church and by bringing these two young men and through them, through their prayer and everything to serve, you know, the diocese. It just feels really right. Đức Giám Mục, Đức Giám Mục nói với Đức Giám Mục cảm thấy, thật sự Đức Giám Mục cảm thấy là Chúa Thánh Thần hoạt động trong cái việc, cái công việc lớn này là nhờ vào, thì thứ nhất là con cũng mở ngỡ ý với Đức Giám Mục rồi, qua cha Đa Minh đây, rồi qua Đức Giám Mục, rồi qua những cái sự cầu nguyện của hai thầy, là Đức Cha nói là Đức Cha cảm thấy rất là như là chắc chắn là đây mà là một điều đúng đắn mà Đức Cha đang quyết định đang làm. So I think you I ask you please to pray for these two young men and for us and where they will be welcoming, and they're going to be homesick sometimes probably and miss their families, there's losses, and you will miss them. I mean, they'll come back to visit sometimes and stuff, but just pray that it'll be some challenges in your transition. It just won't be a new place and everything, but that you can grow in this experience and be something that it's good for you, good for the church, for the Lord, through your spirit, your time in the United States, even in the seminary, in parishes and things, but also when you're willing to be a priest. Let's pray for these two young men and for the church here and in the United States. Yeah. Đức Cha nói là Đức Cha cũng xin tất cả mọi người cùng cầu nguyện là nhất là cho hai thầy đây, để khi mà hai thầy qua bên đó học tập thì có thể chắc chắn sẽ có những thời gian là mấy thầy sẽ cảm thấy nhớ nhà, rồi nhớ cha mẹ, rồi có những khó khăn này khó khăn kia, nhưng mà xin xin cầu nguyện cho tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho hai thầy, rồi cầu nguyện cho giáo hội toàn cầu. Thì đối với hai thầy thì nhiều khi mà mình thay đổi môi trường này qua môi trường kia nó sẽ có những khó khăn, thì xin cầu nguyện cho các thầy để các thầy vượt qua những khó khăn đó, mà trong khi đó vượt qua rồi thì tức là sẽ trưởng thành hơn nữa để làm được những công việc tốt cho giáo hội toàn cầu và nhất là giáo hội của địa phận Davenport mà hai thầy sẽ sắp tới để phục vụ. Cảm cha, cảm ơn điện chỉ dạy cho chúng con đôi lời. Yeah, mọi người có câu hỏi gì với Đức Giám Mục không ạ? À? Gia đình hoặc là có một câu hỏi gì mà muốn hỏi Đức Giám Mục thì Đức Giám Mục có thể trả lời ạ. Xin mời người. Đức Cha nói là Đức Cha thấy rất là quan trọng. Có thể là Đức Cha muốn để nhà để mặc cho ông này. Chứ không phải là những con tin nhắn là Đức Cha biết là Đức Cha sau này người đã xa để thành Đức Cha mà tâm linh để ta sau tay của Đức Cha là Đức Cha sẽ hơn là cái điều rõ hết cả lúc của Đức Cha. And on behalf of her family, she just wants to say thank you again, and she also believes that, you know, there's a Holy Spirit working in this decision and everything that has happened. Thank you very much for coming and visiting her family today. He said fiat. He wanted to say something. Yeah. Con mời Đức Cha, chào người nhận Đức Cha, những cái thầy chúng ta dùng nước. Cái cây lên.
He is studying at university. That's second year. Yeah. Is he a good brother? Is he nice to you? Thầy có tốt với mấy em không hay là thầy đang có nản? Helping as the parish council for 4 terms, and each term is 4 years, so she has been helping at least 16 years. She's on the council for 16 years. She's also a catechist. She's still helping us. Yes, and then his dad is the head representative of his area of the church to the parish council. Không đưa lên làm lớn hôm nay được làm, em cứ làm chung đi nữa. Có một cái mình chung với gia đình, sau đó là với cả vị chức nữa, rất nhiều. Bây giờ cho phép công trình bằng Emily Sophia to you. Yeah, that's the lady of Blue Tree Mountain. Oh, yeah, our lady of the new special. Bây giờ thầy cho con. Bây giờ trọng kính Đức Cha Đô Ma, Cha Tổng Đại Diện, Giáo Phận Xuân Lộc, Cha Đăng Minh, quý thầy. Hôm nay gia đình phải nói rằng cũng chọn Đức Mẹ núi cuối, phải nói rằng rất là ý nghĩa trong cái người con của Xuân Lộc. Trước hết cho phép con thay lời cho gia đình cảm ơn quý đức cha, cha tổng đại diện, quý cha chủ viện, cha giám đốc, rồi tất cả quý cha, quý thầy, trong tình yêu thương của thầy Danh mà cho phép thầy Danh được ra cánh đồng lúa mới để truyền giáo. Sau này chắc chắn là thầy Danh cũng dựa vào quý đức cha, đặc biệt là đức cha hiện diện ở nơi đây, rồi quý cha để chăm sóc ơn gọi, rồi may ra thì chúng chắc chắn, con nghĩ là chắc chắn sẽ làm rất là lành nghề và giỏi để trên cánh đồng nhà Chúa gọi. Cái điều này thì phải nói lên rằng gia đình chúng con hết lòng cảm ơn quý đức cha Giáo Phận Xuân Lộc, quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc thường viên, rồi con đặc biệt là cảm ơn đức cha Đô Ma, quý đức cha bên Hoa Kỳ mà thầy Danh sắp tới. Thì cái này biết rằng những cái khó khăn của thầy Danh, con nghĩ rằng nó như vừa rồi mà con được biết đó, thì rất là khó khăn trong những cái mà bắt đầu cái phép buổi ban đầu. Vì vậy cho nên rằng tin tưởng rằng có quý đức cha đây, rồi quý cha hướng dẫn gần gũi chăm sóc, thì ơn gọi của thầy Danh sẽ thành công cho Chúa. Và chắc chắn chúng con cũng cầu nguyện rất là nhiều, và chúng con cũng mong rằng một ngày nào đó thầy Danh cũng là một người thật gặp của Chúa rất là tốt đẹp. Và đó chúng con hết lòng cảm ơn cha và cha Xuân Lộc, quý cha Hoàng Thị, và quý cha có một trăm bát ạ. Thầy Danh là đi theo Đức Mẹ núi cuối, là người con Xuân Lộc. Con nghĩ là đây là ý nghĩa của người con Xuân Lộc mà Đức Mẹ dắt qua Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ thành công. Dạ, con ý con nghĩ gì vậy? Xin chào Dominique. Dạ, thì he want to spread his gratitude on behalf of everyone. And this is the statue of Lady of Nui Cui. Yes, yes. So we will see her on Friday, I think.
But yeah, but he said this is really important for all of the Catholics in the Diocese of Xuân Lộc. So they want, that is why they want to present you with this. And of course, Mary has been a wonderful part with Zhang's vocation as well. And they trust that with the help of the Diocese of Xuân Lộc, with Father Dominic and Bishop John, and also you and then all of the priests and the parishioners in the Diocese of Davenport will be really helpful for Zhang when he would come to the state and discern his vocation. And they trust that it will be a fruitful one because Mary will be with him and will be with us when we are doing this work. That is wonderful. It's beautiful. This is a lovely love. My mother's name is Mary, and so she had a name. And she died a couple of years ago, and she was close to Mary because of that. Chúng con được gặp Thầy Danh, Khoa Đức Mẹ, rồi Khoa Đức Cha. Chúng con đã cảm ơn quý Đức Cha Xuân Lộc, cho tổng đại diện, quý Cha giám đốc rồi đã ưu ái cho Thầy Danh. Thật sự chúng con rất là vui và hạnh phúc. They are so happy that and they have been first designed through intercession of Blessed Mother, right, so that he will be going and serving the diocese with your help and with Bishop John and with Mary support. With Mary on our side looking out for us, and everything will be good. Yeah. So yeah, Đức Giám Mục nói là nếu đã có Đức Mẹ ở đây thì mình không còn sợ gì hết. Đức Mẹ sẽ che chở, phù hộ cho thời gian trong con đường sắp tới. Cảm ơn. Chụp cho con một tấm ở trong máy này luôn, như bên trên thế này mà cho thành để người sau mình mất mặt nhé. Rồi, 1, 2, 3, cười nhé. 1, 2, 3, 3. Tất cả mọi người trên điện ở đây tất cả mọi việc mà Chúa định Chúa làm, tất cả mọi điều từ cha từ nhà đến người sự sống một trong những chú Chúa là mọi thứ tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ Thank you.
Rồi, xong rồi phóng cơ. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace and joy. May God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you for this. Xin cảm ơn anh chị em đi làm cái đoạn thứ ba của mình anh có cái muốn cái nhà không được thì có con dây thì có thể là đây là cái gì đấy có đưa đó nhiều quá rồi. Con xin một mình với gia đình mình riêng với gia đình nhé. Rồi em đang đây luôn. Đâu có được được. Em đang luôn rồi đây. Đang ở đây. Đâu? Rất quý ở đây. Quán ở đây. Tình nhỏ được. Bác sĩ 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 anh em làm việc với nhau luôn. Đó, chúng con có nhau chúng con thấy nhiều. Rất khổ lắm luôn. Quá luôn. Đi với cha ơi, mình đi xứng tiền cân rồi. Không có gì đâu. 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 Không Chào mọi người nhé. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Rồi, đây bên phanh. Ừ, ông chủ có nghĩa mà cứ đúng nhà này nó phẩm. Ừ, ông chủ có hàng hay gì không? Hay bà con lên nhau chào vui. Rồi, chào chào. Cái khách này là khách nước ngoài mà mình như ngó ngó vì biết sao nó lên không Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
uống đi về. Cái ý là có gì là ông kêu quá ha. Mình thay mặt gia đình mình lên anh em nhau trong ban hành giáo giáo xứ Tâm An. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, hai bạn quá chí tình. Có gì đâu. Sức từ trọng vọng như đây. Vì không biết việc. Bao giờ cũng cần, cần. Xin cảm ơn. Rồi xin phép cha Chánh về nha. Chánh nha. Chánh nha. Alo chú Quyền á. Rồi xin phép em nha. Xin phép luôn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Rồi bye bye mọi người.